Xin chào anh Sâm. Cái này em phải đi cập nhật hệ thống là ngoài Hoàng Nghiêm lên trận 447 luôn. Rồi ok. Thì mọi người chúng ta sẽ ok nhá, thì giờ chúng ta không mất nhiều thời gian nữa, thì chúng ta sẽ mời bạn Cường lên chia sẻ cho mọi người. Em làm MC đến đây rồi, còn tí nữa cái phần giao lưu thì em với Cường sẽ lên cùng lúc và mọi người có thể là hỏi đáp nhiều hơn. Chúng ta cho hai đi, chúng ta gõ đồng thời phím hai nhá. Chào Trung Quách, thấy nhá, chào Trung Quách, mọi người gõ đồng loạt phím hai nhá, thì em sẽ mời Ngô Cường lên. Vậy chúng ta chơi game đến đây thôi, đúng không? Trong cái quá trình này chúng ta cũng có thể tranh thủ chơi được. Thấy chưa? Hello Thương. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Ôi anh Mạnh, 2-2-2 thì không có đạt rồi. Hệ thống nó sẽ tự động lọc ra những cái số. Cường ơi. Alo. Rồi, ok, mọi người nghe được rồi. Dạ nghe chưa mọi người nghe chưa nhỉ? Mọi người nghe thì mọi người gõ comment là nghe được rồi nhá. Mọi người gõ ok đi để em biết là mọi người nghe được rồi. Cường cho nó vào ở giữa cho khỏi nó trúng cái phê mèo. Dạ em đang chỉnh cam. Rồi em nói đến đâu thì anh sẽ gọi cái slide dưới cho. Nó vào giữa chứ anh Rồi đấy. Đây. Được rồi em bắt đầu đi em ơi. ok, thì xin chào mọi người. Thì như anh Cương nói là mình cũng hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cái cách mà bán hàng trên sàn thương mại điện tử nó như thế nào. Mình cũng bán được khoảng gần năm thôi. Thì do Facebook giờ nó cũng hơi khó cho nên mình chuyển qua sàn bán thôi. Thì trong cái buổi hôm nay á sẽ nói cho mọi người những cái ý chính thôi. Tức là để mọi người biết được cái tổng quan về sàn thương mại điện tử nó như thế nào và nên chọn những cái sản phẩm nào để bán trên sàn. Và cái nữa là tại sao lại chọn những cái sàn mà mình đang bán mà mình không chọn những cái sàn khác. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô cái phần đầu tiên ha. Cái phần đầu tiên á là cái tổng quan về sàn thương mại điện tử á, thì ở Việt Nam mình nó có rất 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 nhiều sàn. Hiện tại là nó đang có khoảng hơn 10 sàn lớn á. Nhưng mà mình sẽ lọc ra những cái ưu điểm và nhược điểm khi mà mình bán trên cái sàn thương mại điện tử nó như thế nào. Thì cái mà ưu điểm nhất á đối với bản thân mình thấy được là cái lượng traffic nó miễn phí, với lại nó được mình miễn phí tham gia nè. Rồi những cái sản phẩm của mình đó nó sẽ được lên cái top, mà vừa top sàn mà cái cơ hội lên top Google nữa. Với lại nữa là mình được hỗ trợ kỹ thuật do bên sàn họ hỗ trợ mình, và được tham gia những cái lớp học về kinh doanh, về marketing mà do bên sàn họ tổ chức cho những cái shop online. Và một cái điều
rất 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 là vui. Tức là khi mà các bạn bán trên sàn thì cái chi phí đầu tư của các bạn nó thấp lắm, nó không có nhiều, với lại nó thanh toán cho mình cũng linh hoạt lắm, nó chuyển khoản cho mình là xong, mà không cần phải đi đi ra ngoài bưu cục để mình nhận tiền như mình bán cái kiểu truyền thống nữa. Thì bán trên sàn nó có những cái ưu điểm như vậy, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái nhược điểm. Thì mình chỉ thấy được ba cái nhược điểm của nó thôi. Tức là khi mà bán trên sàn, cái sản phẩm của mình nó rất dễ bị so sánh. Dễ bị so sánh tức là sao? Tức là bị so sánh với những shop khác, những cái sản phẩm khác của những shop khác. Tại vì hả, lượng traffic nó nhiều thì người ta có thể so sánh được cái giá của mình và cái sản phẩm của mình với những cái shop khác như thế nào. Cho nên nếu mình đã quyết định bán trên sàn á, thì mình cứ dò theo cái giá của thị trường là người ta bán như thế nào thì mình bán như vậy. Chứ nếu mà hoặc là nếu mà muốn dễ hơn á, thì nên lựa những cái sản phẩm mà nó độc quyền á, chỉ mình có thôi, thì mình sẽ dễ bán hơn. Ok, thì thêm một cái nhược điểm cực kỳ quan trọng nữa, đó là khi mà bán trên sàn mình sẽ bị cái sàn mà cung cấp cái gian hàng cho mình đó, là cái dữ liệu khách hàng mình bị họ quản lý. Thì cái cách những cái nhược điểm này mình có cái cách để mình khắc phục hết. Ví dụ như là về cái data đi, cái dữ liệu khách hàng mình bị giữ á, thì mình có thể mỗi một data khách hàng khi mà bán trên sàn á, mình backup lại trên cái Excel của mình, để mình phòng hờ lỡ như thôi cái sàn nó có sập thì data mình vẫn còn đó. Đó là cái cách mà mình khắc phục và những cái nhược điểm của mình. Thì cái đó là nó tổng quan về cái ưu điểm và nhược điểm thôi, ưu điểm và nhược điểm của cái sàn thôi. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy những cái sàn mà nó đang có ở Việt Nam, những cái sàn lớn ở Việt Nam của mình. Thì cái đầu tiên là Lazada. Lazada thì là một cái sàn rất là lớn và lượng traffic của nó đổ về rất là nhiều. Cái thứ hai là Sendo. Sendo thì là của tập đoàn FPT và Shopee. Rồi Tiki, Vật Giá, À đây rồi. Thì đó là những cái sàn lớn thôi. Thì đó là những sàn lớn thôi. Mọi người đã nghe đến đây, mọi người đã hiểu được chưa nhỉ? Mọi người ai hiểu chưa nhỉ? Mọi người đã hiểu về cái ưu điểm và nhược điểm cho cái phần mình vừa nói qua đấy. Mọi người hiểu, mọi người comment đi, comment số 1, số 2, số 1 đi. Ok, mọi người đã hiểu rồi. Thì giờ mình đi tiếp nha. Tiếp đến cái phần mà hồi nãy mình vừa nói, nó là ở Việt Nam mình có bao nhiêu sàn ấy. Thì ở Việt Nam mình nó có những cái sàn cơ bản mà mình vừa giới thiệu với mọi người, là nó có tầm tầm 5 cái sàn lớn thôi, 5 cái sàn lớn mình vừa giới thiệu thôi. Là 5 cái sàn đó. Thì một chút nữa cái phần ở phía dưới á, thì mình sẽ nói cho mọi người cái cách để mình chọn cái sàn mình bán. Tại vì nếu mà mình chọn hết thì mình sẽ không quản lý kịp và không quản lý hết được. Thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần gọi là cái phần cực kỳ quan trọng mà quyết định là bạn có bán được trên sàn hay không. Đó là cái phần chọn sản phẩm. Tức là mình sẽ chọn, không phải sản phẩm nào mình cũng bán được trên sàn. Mình sẽ có những cái cách để mình chọn sản phẩm và những cái yếu tố mà mình chọn cái sản phẩm đó để mình bán trên sàn của mình. Mọi người đã nghe đến 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 đây được chưa nhỉ?
Bây giờ thì mọi người đã hiểu qua hai cái phần vừa rồi mình vừa nói, tại vì hai cái phần nó cũng cơ bản, nó cũng dễ hiểu. Đến cái phần này thì nó